Hello, xin chào các anh chị, các bạn. Hôm nay mình lại có ít thời gian lên làm cái clip chia sẻ với các bạn cái cách nuôi ong, kỹ thuật nuôi ong cơ bản nhé. Mình nói trước là video của mình chủ yếu là để các bạn có thể tham khảo một số các kỹ thuật cơ bản thôi. Còn các bạn đã nuôi ong chuyên nghiệp rồi thì các bạn có thể bỏ qua cho mình, các bạn có thể xem hay là không xem cũng vui lòng thôi, cũng bình thường thôi. Thì đối với cái con ong mận này thì cũng khá là đơn giản. Ở chỗ của các bạn ấy thì hiện tại dịch như thế nào, có ổn không? Thì theo như mình biết đấy thì cái căn bệnh này nó cực kỳ là nguy hiểm. Nên là các bạn hãy bảo vệ sức khỏe cho mình an toàn nhất có thể, bảo vệ cho cái bản thân của các bạn và cũng như là bảo vệ cho sức khỏe mọi miền trên tổ quốc, bảo vệ an toàn sức khỏe để chống dịch, cho đất nước mình sạch dịch trong thời gian ngắn nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần ong nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề làm ong chúa nhé. Làm ong chúa thì làm ong chúa cơ bản thì có 3 cách nhé. Cách thứ nhất là các bạn có thể thay chúa bằng các cái con chúa mà nó tự làm, nó tự xây mú chúa. Khi mà các bạn cái tổ ong của các bạn mạnh lên rồi á, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ xây ong chúa, xây mú chúa để nó chia đàn. Thì lúc đó các bạn thấy nó chuẩn bị chia đàn thì các bạn hãy dùng cái mú chúa của nó chia đàn luôn, thì nó sẽ không bốc bay đi. Đó là cái cách thứ nhất, đó là cách ong chúa nó sẽ tự đẻ ra một cái quả trứng mới vào cái mú chúa mới. Nó làm cái mú chúa mới để nó chia đàn khi mà đàn ong đông. Đó là cái cách thứ nhất, các bạn có thể chia đàn bằng cách đó. Và cái cách thứ hai thì các bạn cũng sẽ lựa một cái tổ ong đông quân, các bạn tách chúa của nó ra, tách cái con chúa của nó ra. Sau đó nó sẽ cách khoảng độ một ngày thì nó sẽ xây lên rất là nhiều mú chúa, bởi vì là nó nhận biết là nó mất chúa rồi thì nó sẽ xây lên rất là nhiều mú chúa. Và cái cách đó thì cũng gần giống như là nó tự xây hoàn toàn, mình không có phải di trùng trứng gì cả, di trùng cấp tạo gì cả, mình chỉ tách con chúa nó ra thôi, hoặc là mình giết nó luôn cũng được. Sau đó thì nó sẽ xây. Và cách này thì nó xây mú chúa rất là nhiều nha các bạn. Một tổ có thể nó xây từ 10 đến 20 cái mú chúa. Bởi vì theo cái quan niệm của mình thôi, chắc là mình nghĩ nó nghĩ rằng là nó không xác định được là cái con chúa nó có 100% đạn hay không. Cho nên là mình nghĩ là nó mới xây nhiều như vậy. Thì mình tiệt thể cái lúc mà nó xây nhiều đó, thì mình có thể mình dùng cái con ong chúa non đó mình thay cho cái con ong chúa già của tổ khác. Đó, cái cách đó cũng có thể để dùng để thay chúa và chia đàn các bạn nhé. Cái tổ ong của các bạn mạnh thì các bạn chia làm 2 tổ ra, còn những cái con chúa non khác thì các bạn có thể đi chia đàn của các tổ khác, không cần phải làm chúa nữa. Đó, cách này áp dụng cũng khá là hay. Và cái cách làm chúa thứ ba nhé là di trùng. Cái cách này thì đối với các cái trang trại người ta nuôi ong lớn ấy, từ 50-60 tổ trở lên ấy, thì người ta làm cách này. Bởi vì là di trùng chúa ấy, thì mình có thể làm được nhiều con chúa theo ý của mình. Mình muốn bao nhiêu con thì mình sẽ làm bao nhiêu con. Mình có bao nhiêu tổ muốn chia đàn thì
mình sẽ làm bao nhiêu tổ và làm bao nhiêu múa chúa, và mình làm múa chúa theo công thức di chung ấy, thì nó đạt xuất sắc rất là cao, đạt rất là cao. Ví dụ như mình làm 20 con thì nó chết chỉ tầm khoảng độ 2 đến 3 con thôi, còn lại là nó sống tốt, nó sẽ đạt 70% đến 90%, hoặc nếu như bác nào mà làm được tốt ấy, thì nó sẽ đạt 100%. Mình thì mình làm rất là ít, cho nên là mình không cần phải làm chúa di chủng cả. Mình chỉ mình muốn thay chúa thì mình chỉ tách tách một một đàn ra thôi, tách chúa của một đàn ra thôi là mình có thể làm chúa được rồi. Thay 3 4 tổ thì mình tách chúa là nó cũng xây 3 4 con chúa là bình thường. Nó rất là đơn giản thôi. Còn cái cách mà tách chúa, di trùng chúa thì có một số bạn cũng thấy trên mạng người ta nói xong rồi cũng làm theo, nhưng mà không đúng đâu nha. Có nhiều bạn làm xong rồi bỏ vào nó cắn phá hết, là do các bạn vẫn chưa tách con chúa của nó ra nhá. Các bạn tách chúa của nó ra xong rồi các bạn đợi để một thời gian, để khoảng độ một ngày nhá, để khoảng độ một ngày, ngày hôm sau các bạn mới di trùng chúa vào thì nó mới nuôi cái con ấu trùng đó nhá, không thì nó cắn phá hết. Tại vì cái con chúa của nó còn ở trong tổ thì nó không nuôi đâu nhá, nó không xây đâu, nó cắn nó phá xong rồi nó vẫn cái con chúa nó vẫn đẻ bình thường, mà làm gì mà nó chịu nuôi cái con ấu trùng đó thành chúa được. Đó là cái kiến thức khá là cơ bản. Khi các bạn lựa chọn được cái tổ nào mà để cấy chúa rồi thì các bạn tách con chúa đó ra, hoặc là có thể các bạn không nỡ giết nó thì các bạn lựa cái tổ nào mà khỏe khỏe đông đông ấy thì các bạn lại tách đàn nó ra xong mình bỏ vào, bỏ bỏ cái con chúa đó vào thành một tổ khác luôn. Đó cũng cũng nhân đàn nhân giống rất là hay. Còn hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái tổ, mà cái này cũng là một cái kiến thức cơ bản nhá, để các bạn rút kinh nghiệm. Thì cái tổ này á, rồi mình sẽ quay cái camera sau cho các bạn xem nhá. Đây các bạn, đây là cái tổ ong mà mình đã tách đàn, mình tách đàn mà mình không dùng chúa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mở vào trong lấy ra cho các bạn xem. Đây đây các bạn, mình cái con chúa của nó đây này, đang bò lóc nhóc ở đây này. Các bạn thấy con chúa chưa nhỉ? Chúa nó đang bò bò ở dưới, mình hai tay cầm nó mình không chỉ được. Đây này, đây 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 con chúa đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây là múa chúa đúng không? Đây là múa chúa này, đây cũng là múa chúa này, đây cũng là múa chúa này. Đây 2 con nhé, đây 1 con là 3 con, 4 con, 5 con luôn. Cái bánh này là 5 con chúa nha. Nhưng mà tại sao nó lại còn có mỗi 1 con ở trong này thôi? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ rất là kỹ cho các bạn cùng nghe nhé. Và ở cái bánh tổ này, ở cái bánh tổ bên trong này, đây có hai 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 bánh tổ nhé.
đây bánh 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 đây là bánh tổ thứ hai, còn cái kia là mình chỉ bỏ cho nó đậu thôi, không có sáp nha. Đây ở bánh tổ này cũng có ba ông chúa nha. Đây này, một cái, hai cái, ba cái, nhưng mà nó đều cắn lủng hết rồi nhá. Thì khi các bạn tách chúa, tách đàn ong mà không có chúa để nó tự xây chúa, thì khi mà thấy nó xây nhiều như vậy á, là bình thường các bạn phải xác định được ong chúa nó nở vào ong chúa mấy ngày thì nó sẽ nở, thì các bạn sẽ xác định được cái ngày mà nó nở á. Thì các bạn phải khai thác chúa trước cái ngày nó nở. Bởi vì khi mà có một con đã nở ra rồi á, thì cái con thợ nó sẽ tìm những cái mố chúa tiếp theo, nó sẽ cắn, nó phá, nó cắn chết hết nha. Nó không để con nào nó sống để nó chia đàn nữa. Cho nên là mình phải làm trước hơn nó. Mình phải khai thác chúa trước hơn cái con mà nó nở ra ấy, thì các bạn xác định được ong chúa nó nở là 10 đến 11 ngày đúng không? 10 ngày thì nó nở, thì 9 ngày là các bạn đã khai thác được rồi, nó đã đầy đủ rồi, nó đã cứng cáp rồi, nhưng mà nó chưa nở ra ngoài thôi. Thì lúc đó các bạn vặn vặn nó đi nhá, các bạn vặn nó đi bỏ vào thùng khác, là lúc đó là nó chưa có con nào nở ra ấy, thì nó sẽ không có cắn xé, nó sẽ không cắn chết ong chúa nhá. Ong chúa tơ ở trong, nó còn ở trong mú chúa, nó chưa ra. Đó, đây là một cái kinh nghiệm mà cũng khá là nhỏ thôi, nhưng mà cũng khá là quan trọng đó. Nếu mà các bạn làm chúa mà không kịp thời thì nó sẽ cắn mất nhá. Nó sẽ cắn mất chúa của các bạn nhá. Thì các bạn sẽ không có để thay cho tổ khác đâu. Thì cái tổ này á, là mình tách ra để mình lấy chúa cho hai cái tổ, nhưng mà mình đi làm về không kịp tách chúa, mà hôm sau mình mới mở xem thì thấy nó đã cắn phá hết rồi, nó nở ra đúng, nó chỉ dành đúng một con thôi. Đó, bây giờ ở trong cái tổ này á, là nó có đúng một con chúa thôi nhá, nó đã cắn phá hết, tổng cộng là có 9 con, nó làm 9 mú chúa, nhưng mà nó để dành một con thôi. Nó mấy cái con kia chỉ cần nở ra một con là mấy cái con kia nó sẽ cắn phá hết. Đó, cho nên là bây giờ mình không có chúa để thay cho mấy con chúa già mấy tổ kia nữa, thì bây giờ mình sẽ bắt buộc mình phải làm lại tổ khác. Tổ này mình sẽ để im đây. Cái tổ này thì mình tách từ một cái tổ khác mà mình không dùng chúa nha. Mình không dùng chúa. Tách mình đưa đi khoảng cách là 1 cây số nha. Thì cái đàn ong thợ này nó sẽ không về tổ cũ. Rồi cái video của mình chia sẻ những cái kiến thức chỉ trong cái giới hạn của nó thôi. Bây giờ mình sẽ dừng video nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Phúc Thọ nhé.